Chào mừng các bạn đến với One SK, nơi các bạn có thể tìm thấy rất nhiều các bài tập giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng đến từ những bộ môn luyện tập hot nhất hiện nay. Tôi, Quỳnh Nguyễn, huấn luyện viên gym. Một trong những tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại là có một vòng ba cao, săn chắc và nảy nở. Chuỗi bài tập vòng ba của Quỳnh ngày hôm nay chắc chắn sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu đó. Nào, các bạn đã sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên chưa? Let's go! Ở động tác đầu tiên là động tác donkey kick. Các bạn hãy mở tay và đầu gối rộng bằng vai. Sau đó chúng ta dùng lực của mông và gồng bụng, giơ chân lên trên. Hãy tưởng tượng như chúng ta có một sợi dây buộc vào cổ chân và kéo thẳng lên trần nhà. Cổ chân hãy gập lại như thế này nhá. Như thế này là kết thúc một rep. Các bạn hãy lưu ý khi chân của chúng ta ở điểm cao nhất thì hãy giữ một giây rồi mới đi xuống. Bắt đầu gồng bụng. Làm 10 lần. 1 2 3 Thở ra, hít vào. Thở ra, hít vào. 7 8 9 10 Đổi chân. Tốt lắm. Thở ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Gồng bụng. Thở ra, hít vào, thở ra. Đổi chân. Dance with me. Ok, nghỉ 30 giây. Một lần cuối cùng này các bạn lưu ý, sau khi hoàn thành lượt cuối cùng thì hãy giữ 5 giây rồi mới đi xuống nhá. Bắt đầu, gồng bụng. Sáu, bảy, tám, chín, mười giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, đổi chân. Mười, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc động tác. Nghỉ 30 giây. Thứ hai là động tác squat side kick. Chúng ta sẽ làm mỗi bên 8 lần. Ở lên. Các bạn lưu ý khi xuống hãy mở đầu gối ra nhé.
15, 16, nghỉ 30 giây. Chuẩn bị vào lần 2 nhé. Ok, chúng ta kết thúc. Nghỉ 30 giây trước khi vào lượt thứ 3. Bài squat tay kích. Nghỉ 30 giây. Tiếp theo là động tác glute bridge. Nếu như bạn mà muốn có một vòng 3 săn chắc nảy nở thì chắc chắn là không thể bỏ qua bài tập này được. Chúng ta hãy nằm xuống, tay duỗi thẳng, chân mở rộng bằng vai và mũi chân hướng thẳng về phía trước nhá. Sau đó chúng ta hãy nâng mông lên, siết chặt mông. Lưu ý gồng bụng chặt trước khi lên. 1, 2. Làm 10 lần nhá. Khi ở điểm cao nhất các bạn hãy giữ 1 giây rồi mới đi xuống. Hít vào, thở ra. Cố lên. Chúng ta nghỉ 30 giây. Để cho bài tập này có thể hiệu quả hơn thì khi các bạn ở điểm cao nhất, tức là khi các bạn nâng mông lên, thì chúng ta hãy siết mông thật chặt và giữ ở trên không trung 5 giây nhé. Hít vào, thở ra. Siết mông. Các bạn có thể cảm nhận là vùng mông của mình sẽ rất đau, nhưng mà không sao thì các bạn sẽ quen.
Giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nghỉ 30 giây. Thấy hơi đau nhức ở mông chưa? Đừng lo lắng và hãy kiên trì tiếp tục luyện tập nhé. Siết chặt mông và chú ý đầu gối mở ra nhé. Nếu như ở nhà các bạn có dây kháng lực thì các bạn có thể dùng dây kháng lực bắt ở ngay trên đầu gối và mở chân ra, mở đầu gối ra khi mà các bạn đi lên. Siết mông. Thêm một lần nữa nào, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, tốt. Chúng ta hãy nghỉ 30 giây nhé. Lunge. Tập này nhìn rất dễ nhưng mà không dễ đâu. Đầu tiên các bạn hãy để hai mũi chân trên một đường thẳng. Sau đó chúng ta đi xuống. Nhớ là đầu gối của chân trước không được quá mũi chân. Nếu như đầu gối các bạn đang bị quá mũi chân thì các bạn phải đưa trọng tâm của chúng ta về phía sau một chút. Và khi chúng ta hạ người xuống, hãy cố gắng siết cái phần mông của chân sau và đầu gối không được chạm xuống đất. Như thế này là một rep, đi lên siết mông thật chặt nhá. Làm 10 lượt các bạn sẽ cảm thấy là ở cái phần đùi trước và chân sau sẽ bị đau, như thế là đúng. Siết mông, các bạn chú ý nhịp độ của mình nhá. Đi lên, đổi chân, hai chân song song một đường thẳng nào, đi xuống, vòng bụng nào, mười, ok, đang nghỉ 30 giây. Bài tập lunge này thì sẽ giúp cho các bạn phát triển được vùng mông và vùng đùi. Siết mông. Siết mông của đùi chân sau. Để giúp các bạn làm tăng hiệu quả của bài tập. Đây cũng là một bài tập rất tốt để giữ thăng bằng. Nếu như các bạn tập bài này và cảm thấy chúng ta không giữ được thăng bằng và hơi lảo đảo một chút cũng không sao, các bạn cứ tiếp tục luyện tập. Sau 2 đến 3 lần thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể giữ được thăng bằng tốt hơn. Nào, chúng ta hãy nghỉ 30 giây. Make me feel alive.
đầu cảm thấy là nóng cháy phần cơ. Rất tốt. Cố lên nào. Nhớ làm tiếp phần bên sau nhá. Khi mà các bạn hoàn thành được bài tập vừa rồi, chắc chắn là các bạn đang cảm thấy rất là đau ở phần đùi trước đúng không, và phần mông, nhưng mà không sao, rất tốt. Chúng ta hãy nghỉ 30 giây nhé trước khi đến bài tập tiếp theo. Là bài kneeling squat. Các bạn hãy quỳ ở trên thảm, mở rộng bàn vai. Chúng ta mũi chân duỗi như thế này, áp sát đến mặt sàn. Sau đó chúng ta ngồi xuống, đẩy mông lên, đẩy phần xương chậu ra trước, siết mông thật chặt, gồng bụng nhá, luôn phải gồng bụng, rất là cứng thì mới gọi là gồng bụng. Siết, làm 10 lần. Ok, nghỉ 30 giây. Chúng ta chỉ còn 2 lần nữa thôi. Dance with me. Duỗi bàn chân ra nhá, gồng bụng, bắt đầu. Thở ra, hít vào, thở ra. Mười, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhả mông, đứng dậy, nghỉ 30 giây. Duỗi bàn chân, gồng bụng. 1. Siết mông thật chặt nhá. Đẩy phần xương chậu về phía trước. 1. Cuối cùng, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Rất tốt. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong buổi 1 trong chuỗi bài tập chân mông cùng với Quỳnh. Hãy đón chờ những buổi tập tiếp theo. Và đừng quên truy cập vào OneSK mỗi ngày để có thể cập nhật những bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.